Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Đầu tiên hôm nay mình hướng dẫn các bạn nhận 10.000 token Samad. Đầu tiên các bạn bấm nút Start. Rồi, hello iDrip. Rồi, tham gia. Rồi, nhập captcha nha các bạn. Nhập bản captcha 0. Rồi. Khi tham gia iGroup, các bạn nhận được 10.000 token XAK token iGroup. Con này đã list lên trên sàn CoinCapCoin nha các bạn. Đầu tiên các bạn vô nào kênh Telegram thứ nhất của nó nè. Join. Rồi các bạn đâu ra? Join kênh Telegram thứ hai của nó nè. Các bạn join. Ghi cho nó một chữ. Hi hi hi. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Anh em don. Rồi anh em bắt địa chỉ dưới wallet ERC20 của mình vô. Copy liền. Sao chép ETH. Đâu qua mainboard chứ lộn. Rồi các bạn bắt vào What đi. Rồi các bạn bấm. Ủa con này sao nó có bao nhiêu rồi ta. Các bạn bấm balance. Đâu you wallet ai rất 10.000. Ghép chưa có tiền ghép được. Invite code. You share link. Link của mình thì tiền ghép nữa các bạn. Con này sao nó nhiệm vụ ít kỹ ta. Rồi các bạn bấm Exchange Supporter. Thôi con này nó có nhiệm vụ nó có ít nhiều các bạn. Ba lần. Rồi vậy con này nhiệm vụ của hai cái trong cái kênh Telegram mình tạo chỉ đó. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Nếu gọi là hết mata ghép số kỹ đó. Rồi đúng rồi con này đơn giản quá các bạn. Chị chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.